Chào mừng các bạn đến với kênh Fast TV và hãy cùng mình cập nhật những tin tức có trong ngày hôm nay nhé. Các cô vợ đảm đang nhất nhì showbiz Việt, đặc biệt là con dâu nhà hào môn Hà Tăng. Hà Tăng, từ khi kết hôn cùng ông xã doanh nhân Louis Nguyễn, Hà Tăng lui về chăm sóc cho gia đình và hiếm khi xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Đa phần thời gian rảnh, cô đều dành thời gian chăm sóc con cái, phát triển kinh doanh, đặc biệt là duy trì sở thích nấu ăn. Cô hay cập nhật những hình ảnh về những bữa ăn ngon do chính tay cô thực hiện và chia sẻ thực đơn đến với những bà nội trợ trên trang cá nhân. Thậm chí nhiều lần, gia đình chồng còn rất tự hào về khả năng nấu ăn của Hà Tăng và không tiếc lời khen ngợi trên mạng xã hội về những bữa ăn thịnh soạn. Thủy Tiên, trong showbiz quả thật hiếm có gia đình nào lại có nhiều thời gian cho các công việc nhà như Thủy Tiên và Công Vinh khi thường xuyên tự tay nấu ăn tất tần tật các món ăn. Từ việc tìm kiếm nguyên liệu đến hoàn thành bữa ăn đều do một tay Thủy Tiên chuẩn bị, thậm chí nữ ca sĩ còn trồng một vườn rau để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho cả gia đình. Sự đảm đang của Thủy Tiên còn thường xuyên được Công Vinh nhắc đến một cách đầy tự hào trên sóng truyền hình. Nam cầu thủ cho biết bà xã rất ít khi đi chơi và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, nấu cơm và chỉ biết Công Vinh không biết ăn cơm ngoài hàng quán. Lan Khuê, nổi tiếng với hình tượng người đẹp quyến rũ nhất Vbiz, nhưng ít ai ngờ phía sau hậu trường, Lan Khuê lại là một phụ nữ vô cùng truyền thống, vừa chăm con khéo léo lại nấu ăn ngon. Dù bận biểu với công việc nhưng hầu như các bữa cơm nhà Lan Khuê đều tự tay vào bếp để nấu những món ăn ngon, sạch và an toàn. Lan Khuê khiến mọi người không những trầm trồ về khả năng nấu ăn mà còn được khen ngợi bởi màu sắc bắt mắt, trình bày đẹp không kém cạnh các đầu bếp nào. Cô có thể nấu được rất nhiều món ăn khác nhau, từ ăn sáng tới các món ăn chính hoặc ăn vặt, khiến các bà nội trợ khéo tay nhất cũng phải ghen tị. Tóc Tiên, nổi tiếng với hình tượng quyến rũ và mạnh mẽ, nhưng ít ai ngờ rằng ở ngoài đời Tóc Tiên lại vô cùng đảm đang, khéo léo trong công việc bếp núc. Theo dõi trên trang cá nhân của cô nàng, không khó để bắt gặp hình tượng một Tóc Tiên ăn mặc giản dị, đích thân vào bếp chuẩn bị các món ăn thịnh soạn, chẳng khác nào là nhà hàng. Theo Tóc Tiên chia sẻ, dù bận rộn với lịch trình dày đặc nhưng cô vẫn tranh thủ nấu ăn vì rất thích ăn cơm nhà. Cũng như các mỹ nhân khác, bất cứ khi nào vào bếp là Tóc Tiên đều khoe những món ăn do cô tự tay làm trên trang cá nhân, với thực đơn vô cùng đa dạng, hấp dẫn. Cho dù là món ăn từ Đông sang Tây, thuần túy Việt Nam hay cao lương mỹ vị đều có vẻ không làm khó được cô. Nhìn những bữa ăn Tóc Tiên chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả không khỏi ghen tị với Hoàng Tulliver khi may mắn có được người vợ thuộc hàng cực phẩm như thế này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy like và subscribe kênh Fast TV để theo dõi những tin tức mới nhé.